có thả dưới đây tại này những cái rô phi. Có mồi, có mồi. Vô ổ rồi. Hả? Đây nó qua là ổ lắm. Đó là đẹp rồi em. Đó, mít. Chứ ai tự nhiên không con lu phi bao cũng tại được rồi. Lâu. Thì căng quá. Lúc cái chặn vô để cho nó trùng lại. Thank you.
Lúc đầu luôn mới chịu chứ. Chưa thấy gì hết, chưa có bao nhiêu hết, nó bắt đầu lạnh rồi đó. Tụi nó thấy cám luôn mà bầy, tụi trần cám lưới luôn, bắt đầu luôn. Thank you.
câu nhiều không đâu. Còn muốn câu không? Lâu kiến rô phi sóc rô phi vô quá trình nó đông rồi tìm không rồi bởi ừ luôn rô phi quá đã em ơi vô nó cày nãy giờ luôn rồi rửa đi xuống. Không bây giờ dù cày tiền thì ớn chạy núi ui tự nhiên nha mọi người. Rô phi khác, rô phi dịch vụ đó. Ok, có cá đi em ơi. Này anh em đi câu tự nhiên nha. Rô phi không à, ít lắm. Nhưng mà rô phi đẹp. Được luôn. Được. Mấy con rô phi bằng tay á, mấy con 4 5 con. Vô đây nè. Quay vô đây đi. Gần chục con cái gì á còn quá trời mà còn đây nữa leo que mấy con anh em. Vậy là màu nhậu thôi. Phi đẹp nha mọi người.
đi tự nhiên như vậy là ok rồi. Còn không phải dính bẻ cái cạn. Ok xinh. Ok. Bỏ đó vô anh luôn.